Karneval. Um Mitternacht, ein Pionier steht auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmelsrand bringt Grüße ihm aus fernem Heimatland. Und mit dem Spaten in der Hand, er vorne in der Sache stand. Mit Sehnsucht denkt er an sein. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nam Figure ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn hai sản phẩm mới của DID. Đó là Lực lượng radio người Estonia của quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai ha. Rồi, đây là hai hộp phiên bản A và phiên bản B, thì hai cái hộp này thì nó y chang nhau đây. Đây. Chỉ khác cái là cái có ký hiệu ở dưới này là ký hiệu có chữ B và cái ký hiệu có chữ A để mình phân biệt giữa hai phiên bản với nhau nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở hộp luôn ha. Rồi, đầu tiên thì đây là cái phông nền của nó nè. Đây thứ hai cái hình ở trong. Rồi, đằng sau thì là hướng dẫn cách tháo lắp Figa. Rồi. Đánh mã của cái điện đài này nha. Rồi còn cái tiếp theo là đây là cái mic, cái mic để gắn vô nói chuyện đây nha các bạn. Rồi tới nữa là cái hộp pin của cái điện đài này nha, hai cái hộp đây. Rồi tới tiếp theo là cái bình pin, cái như là cái pin ắc quy á, pin ắc quy xài của cái điện đài nè. Đó, còn kim loại khá nặng luôn. Còn đây là cái thắt lưng của với phụ kiện đựng đạn, rồi những dao, rồi cái túi, rồi cái bình đựng nước của lính luôn nha. Đây. Rồi, tiếp theo nữa đây là mấy cái mảnh của cái anten của cái điện đài nè, để chút xíu nữa mình gắn lên hoàn chỉnh sau ha, thì bằng kim loại hết. Rồi còn đây là cái hộp đựng những cái phụ kiện của cái điện đài này nha. Rồi đây nè, đây, bằng cái hộp bằng kim loại, đây có dây gài đủ thứ hết ha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là cái áo ngụy trang màu. Đây, màu camo ha. Rồi, còn đây là cái túi đựng các phụ kiện này, anten của cái điện đài nè. Là đựng những cái hộp này nọ, hộp pin, hộp đồ gì đó. Rồi còn đây là cái dây để dây qua để đeo cái điện đài này. Đó. Là bằng da luôn nha. Rồi cái này là cái dây để mình gắn trên cái nón của VG nè. Đó. Cái này gắn như để mình có thể buộc cái đồ ngụy trang này nọ lên. Còn đây là hai bàn tay kèm theo VG. Rồi đây là toàn bộ những phụ kiện của VG này ha.
Rồi tiếp theo thì đây là phiên bản bi. Đây, cái hộp y chang nhau, khác mỗi cái ký hiệu dưới này thôi. Là phiên bản bi ha. Thì đây để mình mở hộp luôn. Thì y chang như kia thì đằng sau là một cái tấm background, không khác gì là cái tranh của bên kia. Rồi, tấm hình. Rồi đây nha, đây là figure của mình ha. Đây, Trung Úy. Rồi đây là khẩu PPSH ha. Đây, khá đẹp, làm bằng kim loại luôn. Rồi đây là một cái nón vải. Tiếp theo là cái ống nhòm. Rồi cái bộ dây đai phụ kiện. Rồi đây là cái điện đài nha, cái hộp đựng điện đài bằng kim loại. Đây mở ra luôn nha, ồ khá đẹp luôn, khá chi tiết. Ở trên còn có những cái lỗ để mình cắm những cái dây mà dây tai nghe bộ đàm gì vô. Rồi đây là cái áo ngụy trang màu camo. Rồi đây là hai cái dây quai đeo cái điện đài. Rồi tiếp theo nữa, đây cái đồng hồ đeo tay. Rồi đây là cái bộ bàn tay. Rồi đây là toàn bộ phụ kiện của figure này ha. Rồi thì sau đây là mình sẽ lắp ráp cái bộ đàm này vô, cũng như để những cái phụ kiện của nó vào hai cái hộp này ha. Các bạn xem thử nha. Rồi nó sẽ là như thế này ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua đến cái điện đài nè. Rồi mình sẽ lắp cái anten này trước ha. Này, cái anten này nhìn như cái tivi mình hồi trước kìa. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ha. Nếu có câu hỏi gì các bạn hãy comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.